Hôm nay, ngày 4 tháng 12 năm 2023, thứ hai, tuần thứ nhất, mùa vọng, năm B, trích sách Thiên Tri Isaiah, điềm Isaiah, con trai Amos, đã thấy về Juda và Jerusalem, điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi và núi ấy sẽ cao hơn các đồi và các dân nước sẽ đổ về đó. Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà Thiên Chúa của Gia Cốt. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của người và chúng ta sẽ đi theo ý định của người vì luật pháp sẽ ban ra từ Sion và lời Chúa sẽ phát ra từ Jerusalem. Người sẽ xét xử các dân ngoại và khiển trách nhiều dân tộc. Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Ở nhà Gia Cốt, hãy đến và chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà chúa, sa Jerusalem. Chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà chúa. Jerusalem được kiên thiết như thành trì, được câu tạo kiên cố trong toàn thế. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của chúa tiến lên. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, Chúng ta sẽ tiến vào nhà chúa. Theo luật pháp của Israel, Để người khen danh chúa, Tại đây đã đặt ngay tòa thăm phán, Ngay tòa của nhà David, tôi vui mừng khi người ta nói với tôi Chúng ta sẽ tiến vào nhà chúa Hãy nguyện cầu cho Jerusalem được thanh bình Nguyện cho những kẻ yêu mến người được an ninh Nguyện cho thành lũy được bình an Và trong các lâu đài của người yên ổn Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi Chúng ta sẽ thiên vào nhà chúa Vì anh em và bằng hữu của tôi Tôi quyền chúc bình an cho ngươi Vì nhà chúa là thiên chúa chúng ta Tôi khăn cầu cho ngươi những điều thiên hào Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi chúng ta sẽ tiến vào nhà chúa Alleluia, Alleluia Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con Xin đó nhìn chúng con Chiên tỏ nhân thanh Chúa Thì chúng con sẽ được rồi Alleluia Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh mắt lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành các phát nó ôm, thì có một viên đại đạo trưởng đến thưa Chúa rằng, Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm. Chúa Giêsu phán bảo ông rằng, Tôi sẽ đến chữa nó. Nhưng viên đại đạo trưởng thưa người rằng, Lạy Thầy, tôi không đáng được thầy vào dưới mái nhà tôi. Nhưng xin thầy chỉ phán một lời thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chân cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ. Tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến. Tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm. Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người. Quả thật, ta bảo các người ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong israel ta cũng nói cho các người biết rằng nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng abraham isaac và jacob trong nước trời còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến rằng đó là lời Chúa lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa đức tin hoạt động nhờ đức ái thưa ngài tôi chẳng đáng ngài vào nhà thôi nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đề tớ tôi được khỏi bệnh mất theo chương 8 câu 8 suy niệm chính vì tin vào đức Giêsu mà viên đại đạo trưởng mới xin Chúa chữa cho người đầy tớ của ông và cũng tin vào quyền năng vô song của Ngài. Nên ông mới xin Chúa không cần đến nhà ông mà chỉ nói một lời là người đầy tớ khỏi bệnh. Chúa Giêsu khen lòng tin của ông thật đặc biệt vì nó được thể hiện qua một lòng nhân ái và khiêm tốn hiếm có. Chẳng những ông quan tâm, và cảm thương nỗi đau của người đề tớ của mình. Ông lại còn khiêm tốn, tế nhị, không đòi hỏi phải phiền Chúa đến tận nhà ông vì muốn tránh cho Chúa phải mang tiếng là ô uế khi vào nhà ông, một người ngoại giáo. Mời bạn, Thánh Phao Lô dạy, Đức Tiên hoạt động nhờ Đức Ái. Trước khi rước Thánh Thể trong Thánh Lễ Giáo hội mời gọi bạn nhắc lại lời truyền xương này của viên đại đội trưởng để xin Chúa cũng có đức tin bạn. Đồng thời, Ngài cũng biến đổi bạn để bạn mở lòng ra với tha nhân và phục vụ họ cách quảng đại. Với lòng khiêm tốn, vững tin vào Chúa và tình yêu thương, quan tâm đến người khác như thế, bạn có thể cầu thay nguyện giúp cho nhiều người đang cần đến sự chữa lành của Chúa Giêsu sống lời Chúa. Mỗi khi rước lệ, bạn nhớ tới một người đang đau khổ, một gia đình khó khăn, hoặc đang sống xa lìa với đức tin, hoặc chưa nhận biết Chúa và bạn cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện. Này Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin, bồi dưỡng thêm lòng mến Chúa yêu người nơi con. Mỗi khi con lặp lại lời nài xin của viên đại Đội trưởng Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Bức ảnh của gia đình trong thời kỳ khai phá bên Mỹ Châu, có nam thanh niên Mỹ tới vùng Ohio tìm vàng. Đây là một vùng hoang vu, nguy hiểm, không thể lường trước được. Sau một thời gian sống giữa rừng thiên nước độc, khi trở về nhà, bốn người trong đám đã trở nên cộc cằn dữ thuận. Chỉ có một người còn giữ được tinh thần minh mẫn như trước, người ta hỏi anh, làm thế nào để tránh được những lỗi lầm của những người kia? Anh trả lời như sau: "Vì một bức hình tôi đã mang theo, không phải là một bức hình của một người bạn gái, nhưng là của chính gia đình tôi." Buổi sáng trước khi tôi lên đường, chúng tôi đã ngồi ăn sáng chung với nhau. Mọi người đều ngạn ngào vì tôi là người thứ nhất lìa xa gia đình. Cho tôi nhắn nhủ đôi lời vang cả gia đình đều quỳ gối cầu nguyện cho tôi. Chính hình ảnh đó đã theo tôi trong suốt chuyến đi và đã nâng đỡ tôi. Sống ở đời, ai cũng cần phải có một lý tưởng lý tưởng đó nuôi dưỡng và hướng dẫn chúng ta cũng như đem lại cho chúng ta sự kiên trì trong cuộc sống lý tưởng của bạn là gì tiền tài danh vọng hay lạc thốt tất cả những điều đó rồi cũng sẽ đưa chúng ta đến một thất vọng chán chường duy chỉ có mình chúa mới có thể lấp đầy những trống vắng trong tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta vượt được bao gian nguy trong cuộc sống bạn muốn lấp đầy tâm hồn bạn với hận thù bạo động và cao có ư hãy trục xuất chúa ra khỏi tâm hồn bạn bạn muốn được sự bình an đích thực và một tâm hồn minh mẫn thư thái ư hãy để cho chúa chiếm người tâm tư bạn một cách trọn vẹn trích sách lẽ sống